cha mẹ nào có con gái, chớ gả cho ba kiểu gia đình này. Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Thưa quý vị, kết hôn là việc hệ trọng của cuộc đời mỗi con người. Bởi điều này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống hai vợ chồng, mà còn liên quan đến con cái cha mẹ. Thông thường, tính cách con cái được di truyền từ bố mẹ và chịu ảnh hưởng từ lối sống, cách giáo dục của gia đình. Mặc dù điều này không hoàn toàn đúng, nhưng cũng có một số nét biểu hiện tương đồng. Đó cũng là lý do mà ông cha ta thường răn dạy: lấy vợ kén tông, lấy chồng xem giống. Không rõ lời răn dạy này bắt nguồn từ khi nào, trong bối cảnh ra sao, nhưng cho đến bây giờ, nó vẫn còn nguyên giá trị, mang ý nghĩa sâu xa với những gia đình có con gái, chớ dạy gả con cho ba kiểu nhà chồng sau đây. Kiểu thứ nhất, gia đình gia trưởng keo kiệt khắc nghiệt. Tôi lấy chồng năm 25 tuổi, sau hơn một năm quen và yêu anh. Trước ngày đám hỏi, mẹ vẫn khuyên tôi suy nghĩ thật kỹ. Mẹ lo cho tôi vô cùng khi phải về làm dâu trong một gia đình hà khắc. Dù biết anh rất yêu thương tôi, nhưng mẹ vẫn sợ vì biết tinh thần thể chất tôi từ nhỏ đã luôn yếu đuối. Hiểu nỗi lo của mẹ, anh hứa với tôi sẽ cố gắng để hai đứa được ra ở riêng sau 2 năm ở cùng với bố mẹ anh. Nhờ đó, tôi phần nào vững tâm hơn. Hơn nữa, tôi rất yêu anh bởi anh cực kỳ ga lăng và tình cảm. Ở bên anh, tôi thấy mình có thể vượt qua mọi nỗi sợ, kể cả việc phải sống cùng bố mẹ anh, những người từng phản đối tôi và miễn cưỡng đồng ý khi anh kiên quyết chỉ lấy tôi làm vợ. Thế nhưng, nỗi lo lắng của mẹ tôi đã đúng. Dù nhiều người quen biết tôi đều từng báo trước rằng bố mẹ anh khá khó tính và trái khuấy, tôi vẫn sốc nặng khi bước vào cuộc sống làm dâu. Bố anh là kiểu người bổ bả. Ông sẵn sàng cãi nhau ầm ĩ với hàng xóm chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Thậm chí, có thể gây chuyện với bạn nhậu ngay tại nhà khi rượu vào lời ra. Không ít lần, tôi phải dọn dẹp tới khuya mới xong đống chén bát bị ông đập phá và nhà cửa tanh bành sau trận ẩu đả. Với con cái, thái độ của ông vô cùng thất thường. Ông hay kêu hết tiền và hỏi mượn vợ chồng tôi, nhưng không bao giờ trả. Mỗi lần ông hỏi mượn cả chục triệu đồng, trong khi chúng tôi đã lo tiền sinh hoạt trong nhà hàng tháng, biếu bố mẹ chồng mỗi người 2 triệu rồi. Hơn nữa, ông bà cũng không khó khăn, thậm chí là khá giả vì bà có lương hưu. Ông thì có một tiệm bán đồ điện nước khá đông khách. Là con cái, tất nhiên chúng tôi không so đo với bố mẹ và không muốn đòi nợ. Nhưng khi đó, chồng tôi vừa ra làm kinh doanh riêng, nhiều lúc quá kẹt, không xoay được ở đâu, anh đành hỏi mượn bố một ít. Khi ấy, ông lại gọi tôi ra để chửi xối xả rằng tôi xúi chồng đòi tiền của bố. Buổi sáng, dù nhà không có việc gì, nhưng ông không để cho chúng tôi ngủ thoải mái. Vợ chồng tôi thường thức khuya làm việc trên máy tính. Tôi đã xin phép mẹ chồng sẽ dậy lúc 6 giờ 30 và nấu ăn sáng cho cả nhà để 8 giờ đi làm. Nhưng mới hơn 5 giờ sáng, bố chồng tôi đã dậy mở nhạc và vặn loa thật lớn. 5 giờ,
mà tôi chưa ra khỏi phòng là ông đi qua cửa, rồi giằng hắt đá thúng đụng nia. Ông hỏi mượn tiền, mà tôi không xoay kịp để đưa ngay, là ông kiếm cớ mát mẻ ngay trong bữa ăn, khiến tôi không nuốt nổi cơm nữa. Điều kinh khủng nhất là ông coi thường bố mẹ tôi ra mặt, vì nhà tôi không khá giả bằng nhà chồng. Nhiều lần trước mặt tôi, ông nói với khách rằng, thằng con tôi ăn phải bùa mê thuốc lú của con ấy, chứ bao nhiêu đám nhà cao cửa rộng thì chê, để rồi rước cái của nợ chẳng có cái quái gì về nhà. Mỗi lần tôi làm điều gì trái ý bố chồng, chẳng hạn như ông gọi điện thoại mà tôi không biết để nghe máy ngay, là ông gọi thẳng cho bố tôi bắt dạy lại con gái cho đàng hoàng. Chúng tôi cưới nhau gần một năm mà chưa có thai. Tôi bị mẹ chồng xa gần mát mẻ, rồi xỉa xói thẳng mặt. Tới bữa cơm, bà gấp thức ăn cho chồng và cho con trai, rồi quay qua tôi bảo, ăn cho lắm mà không đẻ được thì xem lại. Khi ấy, tôi làm trợ lý cho ban giám đốc, thỉnh thoảng phải làm thêm giờ buổi chiều, nên về muộn khoảng một tiếng. Dù đã gọi điện báo và xin phép mẹ chồng, nhưng lần nào bà cũng mỉa mai: cái bọn làm thư ký ấy chỉ để cho xếp thịt, chứ làm việc cái quái gì. Từ một người vui vẻ yêu đời, tôi đâm bồn chồn, mệt mỏi và sợ hãi. Sợ phải về nhà mỗi khi tan tầm, sợ ăn cơm cùng bố mẹ chồng. Đỉnh điểm là cái Tết đầu tiên của tôi ở nhà chồng. Tối mùng ba Tết, sau khi dọn dẹp bếp núc, tôi xin phép bố mẹ chồng lên phòng sớm để gọi điện chúc Tết họ hàng và bạn bè. Tinh mơ hôm sau, bố chồng gọi điện mẹ tôi thông báo rằng tôi công khai ngoại tình 3 ngày Tết, đóng cửa trong phòng nhắn tin và gọi điện thoại cho trai. Đêm hôm đó, tôi sốt cao phải nhập viện. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị sốt siêu vi và viêm dạ dày cấp. Khi mẹ tôi đến viện, tôi òa khóc và xin bà cho về nhà ở với bố mẹ vì không thể chịu đựng nổi được nữa. Suốt hai tuần sau đó, dù đã khỏi bệnh, nhưng tinh thần tôi suy sụp nghiêm trọng. Tôi khóc lóc, không chịu gặp ai ngoài bố mẹ mình. Bác sĩ chuyển tôi sang bệnh viện tâm thần. Tôi được chẩn đoán bị rối loạn hỗn hợp, lo âu và trầm cảm do stress kéo dài quá lâu. Bố mẹ chồng tôi vào thăm, thái độ lạnh nhạt, dửng dưng. Mẹ chồng tôi còn bảo, con chị có bị điên không đấy? Khiến bố mẹ tôi rơi nước mắt. Nỗi bất hạnh của tôi càng nhân lên khi chồng tôi cũng lây cái tính khắc nghiệt gia trưởng của bố anh ấy. Chẳng những không bên vực vợ, những lần tôi bị bố mẹ chồng mắng, anh lại còn hùa vào cùng họ, mắng chửi tôi thậm tệ. Thưa quý vị, kết hôn, ngoài tình yêu còn cần rất nhiều yếu tố khác. Trong đó, gia đình nhà chồng như thế nào, bố mẹ chồng và các anh chị em chồng ra sao, có ảnh hưởng không nhỏ đến sự bền vững và viên mãn của hôn nhân. Với những gia đình nhà chồng gia trưởng keo kiệt, khắc nghiệt, họ sẽ luôn có cái nhìn và cách cư xử khiến nàng dâu cảm thấy bị tổn thương và không được coi trọng. Chưa nói đến việc nhiều nàng dâu bị đối xử tệ bạc. Hơn nữa, sinh ra và lớn lên trong một gia đình như thế, con cái cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi tính cách và lối sống của gia đình. Vậy nên, việc lấy phải người chồng gia trưởng khắc nghiệt là điều rất dễ xảy ra.
kiểu gia đình thứ hai, quá nuông chiều con cái. Hà quen biết và kết hôn với Linh qua sự mai mối của gia đình. Chồng Hà khá điển trai, ăn nói có duyên, và quan trọng hơn, anh có một công việc ổn định và thu nhập khá tại thành phố. Hai vợ chồng nên duyên, cha mẹ hai bên thống nhất tặng đôi bạn trẻ một căn hộ chung cư ngay ở trung tâm. Trong mắt bạn bè, đồng nghiệp, Hà đúng là may mắn tránh được kiếp nạn sống chung với mẹ chồng. Thế nhưng, có ai hiểu được nỗi khổ của Hà đâu? Tuần lễ đầu tiên sau kỳ trăng mật, Hà thảng thốt nhận ra chồng mình thật đặc biệt. Mỗi buổi sáng trước khi đi làm, Linh lại như là một đứa trẻ lớn xác ấy, cào nhàu rồi ầm ĩ. Áo sơ mi của anh đâu nhỉ? Ôi, em quên không ủi quần tây cho anh à. Sáng nay anh phải họp sớm lúc 8 giờ, đôi giày màu xám màu xanh của anh đâu rồi? Không chỉ có vậy, Linh về đến nhà là chơi game online, áo quần quăng đầy phòng ngủ, cặp táp vứt lung tung ở phòng khách. Hà nhắc nhở thì bảo em dọn hộ anh cái, anh đang dở trận. Đến lúc nấu cơm tối, Hà nhờ Linh giúp đỡ mới biết là chồng mình còn tệ hơn cả đứa em trai nhỏ ở nhà. Nhìn Linh rửa rau mà Hà muốn khóc, từng nắm rau muống tươi ngon bị vần vò đến dập nát. Bảo đưa giúp lọ đường thì Linh đưa lọ muối vì thấy chúng có gì khác biệt đâu. Ôi chào, ảo tưởng về một buổi nấu cơm lãng mạn vỡ vụn như là bong bóng ngày mưa. Thỉnh thoảng Hà phải đi công tác khoảng 2-3 ngày. Đến lúc về, cô choáng váng, không biết mình có vào nhầm nhà hay không nữa. Mấy chiếc vỏ cơm hộp vứt chỏng chơ trên bàn máy tính, rồi bát đĩa bốc mùi trong bồn rửa chén. Áo quần bẩn sạch nằm lẫn lộn trong phòng ngủ cả, và tất nằm vắt vẻo mỗi nơi một chiếc. Phòng tắm thì đầy tóc, bọt xà phòng bón cục ở cống thoát nước. Hà lại phải nén bực dọc để dọn dẹp, sắp xếp lại nhà cửa. 3 tháng trôi qua, Hà ngao ngán tâm sự với chúng bạn. Tớ chả biết bây giờ tớ là vợ hay là làm mẹ của chồng tớ nữa. Anh ấy đến cả việc gấp quần áo cũng chẳng làm được. Tớ nhờ bỏ máy giặt đống đồ bẩn, lại bỏ luôn mấy chiếc áo sơ mi trắng lẫn chung với đồ màu. Về sớm cũng không biết đường cắm cơm giúp vợ nữa. Ở trong nhà mà cứ như là khách trọ, hỏi cái gì cũng không biết. Một tí tẹo lại hét toáng lên: vợ ơi, vợ ơi. Tớ như là đang chăm một thằng nhóc chưa lớn ấy, vừa lượm thượm vừa vụng về. Thực tế, chồng Hà không phải là trường hợp cá biệt. Nhiều thanh niên sống chung với cha mẹ, đến lúc lấy vợ vẫn không thể trưởng thành nổi. Nguyên nhân do đâu? Ở nhà với mẹ, 10 đầu ngón tay không nhúng nước, cơm có mẹ bưng, nước có mẹ rót, áo quần bẩn có mẹ dọn. Các bà mẹ vạn năng chưa từng nghĩ đến việc một ngày con trai mình sẽ lấy vợ, gắn trách nhiệm làm chồng, san sẻ với người bạn đời của mình để xây dựng tổ ấm. Cho nên, gả con về làm dâu trong gia đình quá nuông chiều con trai, con gái bạn sẽ vô cùng vất vả khi có người chồng sống ỷ lại, lười biếng, thậm chí không có chính kiến, nhất nhất nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ. Kiểu gia đình thứ ba, gia đình không có gia phong nề nếp. Hương năm nay 33 tuổi, chị kết hôn được 6 năm. Quang, chồng của Hương, là lái xe chở hàng cho gia đình Hương. Sau nhiều lần gặp mặt
ở công ty của gia đình. Quang tán tỉnh khiến cho Hương chẳng thể kìm lòng. Cả hai yêu đương thắm thiết và hôn lễ được tổ chức cũng vì tình yêu đó. Ban đầu, Hương luôn coi thường những điều tính toán, suy xét trong tình yêu và hôn nhân. Chị luôn cho rằng mình kết hôn với người yêu, cưới được người con trai mình thích là điều quan trọng nhất rồi. Bố mẹ Hương thì không ưng ý về Quang vì hai bên chênh lệch gia cảnh rất lớn. Nhà Hương kinh doanh, nhiều đời giàu có, sống ở thành phố lớn. Nhà Quang thì khác, anh xuất thân nông thôn, gia cảnh lại khó khăn. Anh chị em cũng không ai được học hành đến nơi đến chốn. Hương lớn lên trong môi trường giàu có, hạnh phúc tràn đầy, luôn nghĩ rằng thế giới ngập tràn vẻ đẹp. Chị chưa bao giờ nghĩ về hoàn cảnh gia đình của bạn trai sẽ ảnh hưởng gì nhiều đến mình. Tuy nhiên, bố mẹ Hương lường trước được những điều đó, phản đối mối quan hệ quyết liệt nhưng không được. Quang lấy vợ giàu có, cuộc đời như nở hoa. Anh được bố mẹ vợ cho căn nhà khang trang, cho ô tô để tiện hai vợ chồng đi lại. Anh cũng không phải làm lái xe trong công ty của nhà vợ nữa, mà chuyển sang làm thủ kho, chuyên nhiệm vụ kiểm kê xuất nhập hàng. Bố mẹ Hương, sau khi con gái kết hôn, thì không hề ngăn cản chuyện của hai con. Nhưng dần dần, Hương mới thấm dần một điều rằng, hôn nhân bền vững, không chỉ dựa vào tình yêu của hai người, mà còn dựa nhiều vào gia đình của hai bên. Gia đình Quang có bố suốt ngày cờ bạc, rượu chè, chẳng lo làm ăn. Bố Quang rất hay gọi điện để xin tiền con dâu. Ban đầu, Hương cho rằng chuyện phụng dưỡng bố mẹ chồng là điều nên làm. Nhưng những lần xin tiền ngày càng dày thêm. Nếu như chị có lý do để thoái thác, thì ông bố chồng sẽ bắt xe vào luôn thành phố gặp mặt. Sau này, Hương còn phát hiện ra bố chồng không chỉ dùng tiền đó đi đánh bạc, mà lại còn sắm sửa cho hai đứa em của Quang những đồ đắt tiền như xe cộ, điện thoại mới. Dù nhà không có điều kiện, nhưng các em lại rất ăn chơi, đua đòi. Không được bố mẹ đáp ứng là hỗn láo, chửi mắng cả bố mẹ. Những năm qua, lúc nào chị cũng cố nhịn, bởi ngày xưa cãi lời bố mẹ lấy Quang, ly hôn thì thật sự quá thất bại. Tuy nhiên, bây giờ, việc bố mẹ và các em của Quang suốt ngày vòi vĩnh tiền con dâu, cờ bạc, rượu chè đua đòi khiến chị kiệt sức và Hương quyết định ly hôn. Bất chấp Quang và gia đình anh kéo nhau đến làm loạn, bố mẹ chồng cùng Quang và hai người em họ thi nhau chửi bới, làm ầm ĩ ở chung cư của hai vợ chồng, khiến Hương phải gọi đội bảo vệ lên. Sau khá nhiều thời gian, chị mới ly hôn được và giành được quyền nuôi con. Quý vị thân mến, đừng bao giờ đơn giản hóa khái niệm kết hôn nhé. Cũng không phải cứ yêu là có thể cưới nhau được. Nền tảng bắt buộc của hôn nhân là tình yêu. Nhưng không phải mỗi tình yêu là tạo thành được một tổ ấm hạnh phúc. Tình yêu chỉ cần 5 giác quan là đủ. Nhưng hôn nhân lại rất cần sự tương đồng về nhiều mặt. Trong đó có sự tương đồng về mặt gia đình. Các cụ xưa gọi là môn đăng hộ đối. Môn đăng hộ đối ở đây, chúng ta không bàn đến khía cạnh kinh tế, mà cái chính là sự cân bằng về trình độ văn hóa, cũng như hoàn cảnh sống, cách sống của hai con người, hai gia đình.
chọn bạn đời, còn phải chọn cả gia đình của anh ấy, tránh rơi vào tình huống hối hận khi mọi thứ đã muộn màng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh.